Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đây còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Một ngày mới hai anh em xin chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị, Mạnh Thường Quân một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cùng anh làm điện nước lên thì cũng có đo đạc xong phần ngôi nhà để mà làm điện nước xong hết rồi. Đấy, và khi mà cháu Lực lên thì em Hải có nói với cháu Lực một cái điều mà phải nói là cực kỳ là bức xúc luôn cô bác ạ. Hôm qua thì mẹ của em, các em uống rượu say là ra đây để mà chửi nhau với ông. Thế thì hôm qua là chửi nhau về cái vấn đề gì ạ, Sử Hà Hải? Chửi nhau về vấn đề là mẹ bảo là em là con của mẹ, mẹ muốn cho em đi ở với mẹ nhưng mà ông không cho thì chửi nhau to lắm à. Thế lúc mà chửi nhau thì em có ở đấy không, em với anh Sử có ở đấy không? Em với anh Sử xuống nhà cũ rồi ạ. Em với anh Sử xuống nhà cũ à? Thế là hôm qua ra nhà mới à? Vâng, hôm qua chửi xuống sân kia. À, lại ở ngoài sân kia à? Vâng. Thế là mẹ của các em có đòi vào trong nhà không? Không đòi. Không đòi à? Khóa cửa thì không đi được đâu ạ. Khóa cửa là không đi được à? Vâng. Thì hôm qua thì lúc mà ra đây thì mẹ của em thì đã uống rượu chưa? Rồi ạ. Uống rượu à? Vâng. Hôm nọ thì cháu được nghe thông tin là ở trên cái khu mà chỗ mà khu các em đang ở của bác này, với lại em Hải có nói rằng là mẹ của các em là đi ra đây để tìm cháu Lực. Đấy, tìm cháu Lực để có cái câu chuyện gì thì cháu Lực cũng chưa có gặp người mẹ, cho nên là cháu Lực cũng chưa có biết. Hay vừa trong khoảng thời gian vừa rồi thì vấn đề mà bảo là ra đây để mà không được quấy rối gia đình của nhà bao cháu thì cũng đã gọi là bàn và nói xong hết rồi. Đấy, nhưng mà không biết là cái động cơ nào mà khiến cho người mẹ các em lại ra đây để mà dụ dỗ em Hải, muốn lôi kéo em Hải là đi ở cùng. Hôm nọ thì khi mà cháu Lực vận chuyển bàn ghế vào này cô bác này thì cũng có nhìn thấy là mẹ của các em là ở bên ngoài nhìn nhưng mà không có gia hộ. Nhưng mà đến tối hôm qua thì lại em Hải và lại kể cho Lực rằng là ra để mà tìm cho Lực thêm nữa. Và hôm nay cho Lực lên thì em Hải lại nói câu chuyện là mẹ các em là ra đây. Thế là ra một mình hay là ra với ai? Ra một mình thôi ạ. Ra một mình à? Vâng. Là lúc đấy là trong tình trạng là say rượu rồi à? Vâng. Thế là lúc mà đang chửi nhau ở đây thì em không ở đây à? Em với anh Sử xuống nhà cũ rồi. Em với anh Sử là xuống nhà cũ à? Vâng. Thế là ở đây lâu không? Ở đây lâu không? Hơi lâu à? Lâu à? Vâng. Thế là nói với ông là nói lâu à? Vâng. Thế về đến nhà thì ông có bảo gì nữa không? Không đâu. Ông không bảo gì nữa à? Vâng. Ở đây thì người ông của các em thì phải nói là hết sức là bảo vệ các cháu luôn. Nhưng mà ở đây mẹ em ra chửi như vậy thì em có sợ không? Có. Có sợ à? Vâng. Em có sợ rằng là mẹ em bắt đi không? Có. Cái điều đấy thì không phải sợ đâu. Đấy. Mẹ của các em thì thưa cô bác là cũng là một người mà nghiện rượu. Nghiện rượu thành ra là cứ mỗi lần mà uống rượu ấy thì ra đây, nhưng mà ở đây thì là đi nhà ở trên
trên cái khu của em Sử đang ở này. Trên kia thì hình như là có hàng xóm hay là anh em gì đấy xong là ra để mà uống rượu, xong là có khi là hàng xóm anh em ở trên kia thì cũng có nói thêm vài cái điều đấy, nói vài cái điều lên. Thì đây thì cháu Lực lên trên nhà ba ông cháu thì có như nào thì cháu Lực sẽ chia sẻ lên, lần nào mà cháu Lực bắt gặp người mẹ thì cháu Lực sẽ chia sẻ lên luôn. Ở đây thì mẹ các em thì không biết nói tiếng Kinh, chỉ biết nói tiếng Nùng với lại tiếng Mông thôi. Tiếng Nùng thì biết là một chút chứ không có biết nhiều. Đấy, vừa rồi thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì phải nói là khi mà ngôi nhà các em dần hoàn thiện rồi, được các bác yêu quý rất là nhiều, mua cho rất là nhiều đồ, thì thấy mẹ các em lại cứ liên tục về đây để mà nói chửi mà nhiều hơn. Ở đây thì cháu Lực cũng đã nói với anh trưởng thôn và nói với anh trưởng thôn hết rồi, nhưng mà khi mà bà con mà người ta uống rượu vào thì kiểu không được làm chủ cho bản thân của mình, thành ra là người ta rất là bồng bột cô bác ạ. Ở đây thì cháu Lực không biết là người mẹ các em trong cái quá trình mà ở trên này có biết là làm thêm những cái điều gì không, thì cháu Lực cũng chưa có nắm gió mấy. Ở đây thì rất là nhiều các bác ở trên kênh cũng nói với cháu Lực là nên là cẩn thận hơn, sợ rằng là sẽ ví dụ như cháu Lực nói là sẽ bỏ bùa chẳng hạn đấy, bỏ bùa chẳng hạn. Cái điều đấy thì rất là sợ, chỉ sợ một ngày nào đó thì ông nghe theo lời của mẹ các em là dăm dắp thôi. Ở đây thì nhớ về là báo với ông cả em nữa là khi mà mẹ cho cái gì thì đừng có lấy nhá, là không nên lấy cái gì nhá, tại vì là hồi nhỏ mẹ đã bỏ ra đi rồi đấy, vứt bỏ em ra đi rồi, và lần này mẹ muốn quay trở lại là cũng chỉ là thấy các em khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn, muốn là cho đi ở cùng để mà phụ giúp mẹ các em thôi. Đấy, đi em đi thì sợ rằng là có khi còn được bỏ học luôn đấy. Anh Sử thì anh ấy lớn rồi cho nên là mẹ là không có dám nói nhiều với anh Sử. Mẹ chỉ toàn nói xoáy với em Hải là nhiều thôi. Mà ở đây đặc biệt nhất là em Hải là cái người mà phải chịu cái tổn thương và nhiều nhất của bác ạ. Như em Sử thì còn có gọi là lớn, đủ sữa, đủ tháng rồi thì mẹ mới đi. Còn đằng này em Hải thì chỉ có được 6 tháng thôi. Trong quá trình mà 6 tháng ấy thì ông với bà là nuôi nấng các em lớn lên từng chút một. Đói, gia đình không có tiền để đi mua sữa, đi mua được như có đường về để mà pha để mà uống thôi. Anh Sử thì đang ở nhà dưới à? Ông cũng ở nhà? Ông cũng ở nhà dưới hả? Thế thì bây giờ hai anh em mình đi xuống nhà dưới một chút nhé nhá. Còn về cái phần bộ bàn ghế này của bác này, hôm nọ thì cháu Lực có để cái hai cái ghế rời này ra bên này, nhưng mà các bác cũng có nói với cháu Lực rằng là nên hoán đổi lại, thì cháu Lực cũng hoán đổi lại theo như những ý kiến của các bác mạnh thường quân và khán giả. Thế còn là nếu mà bây giờ bộ bàn ghế này của bác này mình mà để ra giữa nhà khóa thì nó sẽ tạo ra thành cho cái ngôi nhà mà nó bị thu hẹp lại, ở đầu bên kia thì nó cũng hẹp mà đầu bên này thì nó cũng hẹp, cho nên là mình để sang ngang một chút để làm sao mà mình vẫn tận dụng lại được cái lối này mà để mà đi lại một cái. Và cái lối bên này thì mình cũng có thể là giải chiếu ra để mà ăn cơm. Như Hải thì giải cái chiếu ra anh xem nào. Cái chiếu này là cháu Lực cũng mua để mà cho ba ông cháu là có thể là có khách khứa là ngồi đây. Chiếu này là có cái chiếu, một cái chiếu to luôn. Đấy, em thì giải ra hết đi. Đấy, còn khi mà hàng xóm xuống xem tivi hay là xuống làm gì có thể là không ngồi được cái ghế này của bác này, không ngồi được ghế hết, thì mình cũng có thể là giải chiếu và ngồi ở đây, và cũng có thể là xem ra hướng bên kia xem tivi được. Đấy, còn chứ không bây giờ mà mình kê cái ghế như này này cô bác này, mình kê cái ghế ra, cái ghế dài ra bên này thì nhìn cái bàn nó sẽ không có lúc nhỏ và không có đặt được nước ấy. Mình đặt ở đây thì nó sẽ nhìn ra hướng tivi luôn. Đấy, như này là đấy, em phải giải hết ra bên kia đi. Đấy, cái chiếu này thì cũng 4 mét của bác, thì nó cũng đủ là hai mâm cơm là ăn ở đây luôn, hai mâm cơm ăn ở đây. Đấy, còn là tủ lạnh hiện tại là chưa có điện đấy, cho nên cháu Lực để tạm vào đây đã. Lúc nào mà có điện rồi thì sẽ vào để cái phần bếp này sau của bác nhé. Đấy, trong bếp thì hiện tại là đóng cửa vào cho nên là khá là tối một chút. Chiếu này là bên ngược nhá, nếu mà dùng là dùng bên này nhá, hay là em cứ giải ra đi để cho nó giải ra.
Đấy, chiều nay là lúc nào mình ăn cơm sẽ ngồi ra được hai mâm nữa. Đấy, và chiều lúc cũng vừa nói khi mà có khách khứa vào ấy thì mình cũng có thể là ngồi đây xem được tivi nữa. Đấy nhá. Mình còn là chỗ này mình còn khá là rộng cho nên là vấn đề thì là ngồi được. Đây thì nếu không có bộ bàn ghế thì sẽ ngồi tầm tầm 4 mâm cơm. Đấy, nhưng có bộ bàn ghế này thì trừ đi một mâm thì vẫn có ngồi lại được tầm thêm là 3 mâm cơm nữa. Đấy, và về cái phần để cảm ơn cho anh nhé. Cái phần tủ của bác, tủ thì cũng cháu Lực cũng đọc được bình luận, các bác cũng nói rằng với cháu Lực là mình không có nên để tủ này ở vào cái góc bên này quán, tại vì là mình đã ngủ ra bên này rồi, mình đã ngủ bên này. Còn ở đây là theo cái phong tục của người Mông ấy các bác, là mình phải để giường ra bên cái chỗ mà chỗ ngủ của mình như này này các bác này, thì nó sẽ được hơn đấy, chứ không có để ra bên kia đấy. Và tủ thì nếu mà để ra bên này thì các bác này, thứ nhất thì nó sẽ vừa gọi là vừa chật quá, và thứ hai thì nó có cái cương ấy, mình ngủ kia thì nó chiếu với mình, thành ra là cháu được cũng nhận được một số câu gọi của các bác nói rằng là mình không nên mà để gương mà phần dưới cái chỗ mình ngủ cả, tại vì ban đêm thì nó có điều gì nó tâm linh ấy các bác. Đấy, còn nếu mà để ở bên kia thì mình lại không có mở được cái tủ bên này các bác ạ. Đấy, tủ bên này này mình lại không có mở được đấy, cho nên là mình mở được nhưng mà nó không có mở được và rộng như này, để làm sao mà mình nhét được đồ á, thì mình để ở đây thì nó mới có đồ được, mình mới để được đồ được với các. Ở đây những ý kiến và những cái bình luận của các bác đóng góp lên trên kênh thì cháu Lực đều phải lắng nghe hết đấy, nhưng mà có cái nào mà nó thật sự ra thì cháu Lực đang ở trên này thì cháu Lực mới hiểu được những cái có thể là phong tục hay là tập quán đặc quan ở trên vùng cao này, để cái phòng ngủ, để cái chỗ giường ngủ của gia đình là như thế nào thì mới để được như thế đó các bác. Còn bàn học với lại tủ thì sẽ để ở đây luôn. Đây, ở đây thì một phần là các em cũng là vừa học được ở đây, và khi mà học ấy các bác. Vừa rồi thì mấy anh em đội thợ thì anh em thợ làm điện cũng đã vào và đo hết xong mọi cái rồi, ngày mai chỉ cần là việc lên lắp thôi. Ở đây thì khi mà mấy anh em thợ là đo xong các bác, thì mấy anh em thợ là có phải đã đặt ống nhựa lên, đặt dây điện lên thì mới ở trên này, mới lên đến trên này này, chứ không phải là cứ ra chợ cái là mua được đâu các bác ạ. Trên chỗ khu mà cháu Lực đang ở với các bác còn là rất là hạn hẹp về những cái phần khoản đấy. Bây giờ thì Hải đóng cửa nhá, anh em mình đi xuống nhà cũ một chút nhá. Vâng. Gấp đi, đấy, gấp lại đi. Để gấp lại lúc nào mà mình ăn cơm ấy, mình ăn cơm thì mình lấy ra. Đấy, ở đây thì những cái thảm bao chân của bác cháu Lực cũng đã mua lên rất là nhiều cái rồi, cho nên là mỗi phòng ngủ sẽ có một cái thảm đi vào phòng khách nữa, có một cái thảm để mà làm sao mà mình lau chân được. Đấy, bây giờ thì đóng cửa đi. Đấy, phải chốt cái này cao quá nhỉ, cái này thì để anh. Đấy, cánh cửa bên này thì cũng có thêm một cái chốt nữa, thì mình chốt làm sao thì nó sẽ không có bị cửa nó bị lung lay ấy các bác. Đấy, bây giờ thì cắm chìa khóa vào. Đấy, chìa nào là chìa của nó, từ từ cắm vào đã, mở ra đã. Bây giờ đã thuần thuộc được chưa? Rồi à, đấy, xoay vào, xoay hết cho cái chốt này nó vào đã. Xoay cái chốt này cho nó vào đã. Xoay hết cỡ, đấy, nó vào rồi, đóng vào. Đấy, rồi lại xoay ngược lại. Đấy, bao giờ nó cạch cái là được. Xoay nó đi. Kịp chưa? Kịp rồi đúng không? Thì lấy chìa khóa ra. Đấy, được chưa? Đấy, mở cửa xong thì xem là nó được chưa, rồi thì mình mới ra khỏi nhà nhá. Ở bên kia thì đã khóa chưa? Khóa rồi. Khóa rồi à? Thì đi. Rồi cái mũ đấy trùm lên cho nó đỡ lạnh. Ừ.
Hiện tại chắc là rơi vào tầm độ tầm 1 đến 2 độ đúng không bác ạ? Không biết là ở dưới chỗ mà không biết là dưới xuôi chỗ các bác như nào, nhưng mà chỗ có trên chỗ được thì hiện tại là thời tiết đang không khí rất là lạnh các bác ạ. Cháu được mỗi lần cháu được đi cháu được còn phải đeo ủng luôn, đeo ủng rồi còn đeo thêm một đôi tất và còn buốt đến hẳn buốt đến chân luôn. Nghe thấy từ xa thì hiện tại cháu được đang nhìn thấy là ông đã đang sắt gạo đúng không? Ông là sắt cho nhà mình hay là sắt cho ai? Sắt cho nhà mình ạ. Sắt cho nhà mình à? Còn về tách ấy, tách này là được bà Vương Kim Thanh mua cho, thì ở trên kia tôi lúc cũng đã mua một cái tách ở trên kia rồi, thì lúc sẽ không có vận chuyển tách này để mà lên nữa. Tách này thì mình vẫn còn để lại và làm sao mà giúp cho ba ông cháu là tận dụng. Còn người đang sắt gạo của bác, có vẻ là bên trong thì sẽ hơi ồn chút các bác nhá. Sắt khâu ra đi, sắt khâu ra. Đang chuẩn bị là gần là đến tiết nguyên đán rồi, cho nên là phải chuẩn bị là gạo ghép của mọi cái luôn. Ui, ở nhà thì được nhìn thấy là ba ông cháu cũng quét dọn nhà cửa rất là gọn gàng ấy. Ôi, xử đi vừa nấu cám lợn xong rồi à, Peo? Vâng. Lạnh ấy nhờ? Vâng. Ô, Hải đi để dây trên này à, Hải? Vâng. Rồi, cho anh xin nữa. Anh Hải thì thấy tấm lực là không có ghế của bác thì cũng đi lấy ghế để cho nó được ngồi luôn. Đang nướng cái gì đấy? Không nướng nữa à? Ngồi cái bếp lửa này là không muốn dậy luôn cô bác ạ. Thế là sáng nay là ông là làm đi sắt gạo. Vâng. Còn là em là cắm lợn cho lợn ăn. Vâng. Cắm lợn này là để làm cho ngày mai là như nào? Cho tí tối với nhà máy. À. Sáng ạ. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Sắp quên chào đây nhờ. Đang nói chuyện thì mình nhớ ra à? Là ba ông cháu đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn cơm rồi à? Ăn cơm xong thì mới làm cắm lợn à? Vâng. Nhưng em xử với lại ông ở nhà của bác này thì trước cháu được bảo đấy, hôm nào mà trời nắng thì bác cháu là đi ra ngoài để mà kiếm củi về để mà chuẩn bị luôn. Củi thì cũng chắc ở đây là cháu nhìn thấy là có rất là nhiều bó củi đấy. Để bây giờ thì khi mà trời lạnh như này của bác này, khi mà không khí lạnh, thời tiết lạnh như này thì còn có cái mà để mà mình dùng và mình dự trữ. Ông thì hình như là vừa sắt xong gạo rồi đấy nhở? Vâng. Anh Sử thì vẫn đang ở trong nhà là khuấy, đang san cám lợn để cho muội đi. Vừa rồi thì ông sắt gạo của bác này. Cái máy này không biết là ông mua được bao lâu rồi. Cái máy này thì mua được bao lâu rồi Hải? Hải có biết không? Lâu rồi. Lâu rồi à? Máy tươi chỉ phía gì? Hả? Máy tươi chỉ phía. Thích bí chân nhìn mà nè. Thế là cũng được hơn 10 năm rồi đấy. Nay ấy chính nào cả chính mấy giờ nào? Ừ. Đây là có thể là ăn qua cái tiết ra nguyên đám rồi cô bác. Còn cái cháu thì sẽ tận dụng lại để mà cho lợn. Mai thì một tí gọi anh Sử mới ra nhấc mới được chứ nhỏ. Anh Sử thì hầu như là khỏe nhất cả nhà đâu các bác.
rồi thì gọi là như là một cái trụ cột là chính trong gia đình của mình cả. Gia đình của mình. Gạo năm nay thì nhà ba ông cháu của bác này thì có thể là sẽ ăn được dư ra nhiều tháng hơn mọi năm thì Hải kể bảo là chỉ ăn được nửa năm thôi đấy, nhưng mà năm nay thì ít nhất chúng giải rơi tầm nửa đến tháng 10. Thế mọi năm mà hết gạo thì ai sẽ là người đi kiếm tiền để mua gạo? Anh Sử đi làm gì để ra được tiền? Đi chào quỷ thuê và chân cháu thuê ạ. Chân cháu thuê à? Là nó mới dặn là mới có tiền để mà mua gạo đúng không? Ở đây thì tôi được nhìn thấy là nhà ba ông cháu có thêm một cái cối đá này cô bác này. Cối đá này thì mình dùng để mà xay ngô này, xay đậu tương này thì nó ra được mịn đấy. Nó mịn thì nó không mịn quá, là làm cho nó nhừ ra thôi, cho nó tan ra thôi. Đây thì sắt có sạch không? Sạch đúng không? Là sạch hết rồi. Nãy phải hốc phùng tàu mới về nổ. Phùng tàu. Hốc tàu đây nó vừa sạch. Phải làm hai sắt hai lần thì nó mới sạch được. Thế anh thì là một người mà phải nói là cực kỳ mà thương yêu các cháu và bảo vệ các cháu mình hết sức. Ông thì năm nay cũng được gần 80 tuổi rồi bác. Nhìn là ông thì trên đầu thì những cái sợi tóc bạc thì cũng đã gọi là hầu như là phủ hết hết ra đầu của mình rồi. Tóc đen thì vẫn còn khá là ít. Thân hình của ông thì cũng là một người mà nhỏ nhỏ thôi cô bác. Chắc ông thì chắc rơi vào tầm độ bây giờ tầm hơn 30 cân một chút. Đấy mấy gì eo thay đấy mấy. Đại mà. Hả? Đại ở đây á. Đây á. Ôi. Đấy bao này là được rơi chắc chỗ chỗ này thì rơi tầm trên 60 cân đấy các bác. Ông hai tay nhấc lên cảm giác như là nhẹ nhàng. Tôi được nhìn thấy là ở dưới nhà ba ông cháu đây có thêm một ít cát. Cát này thì trước lấy về để làm gì à Hải? Lấy về khi mà gạo không sạch thì lấy cái này. Không, cái cát này anh là cát này chứ không phải là máy thổi. Hôm trước thì lấy đi trong nhà mình đi ạ. Lấy đi gọi là mình chỗ nào mà thấp xuống quá là mình để vào đúng không? Còn là cái phần cái lán trên này của bác này thì ba ông cháu cũng làm gọi là tạm bựa thôi để mà làm sao mà che được mưa mà không có bị ngập xuống đây. Những cái che này thì chắc là cũng được ông làm từ khá là lâu rồi. Che được cái lực gì? Tu vít à? Xem mà nếu mà hấp đấy hay xử mà không ai gì được rồi. Vừa bảo với ông là nếu mà không có nhấc được thì bảo anh xử phải, nhưng mà ông bảo là được thôi. Mình ông thì cũng ở nhà là cũng có đi giày luôn đó các bác nhá, lạnh quá lên cho nên là mình phải đi giày luôn. Ôi, ở đây vẫn còn một bao nữa à? Ôi sao nhiều đấy? Đây là gì đây? À là ngô đúng không? Bên này là, bên kia là một bao tải gạo đúng không?
Hải ngồi đây sưởi ấm đi, nếu mà lạnh quá Hải ngồi với lại ông với lại sưởi. Sưởi thì chia cám lợn xong rồi à? Vâng. Mày nhìn vào hai anh em thì có vẻ là khá là buồn buồn đấy nhờ. Buồn không? Sử thì trên mặt thì lúc nào cũng hiện lên một cái vẻ mà phải nói là các bác ở Bình Luận trên Tây cũng rất là nhiều. Đó là càng ngày Sử càng gọi là đẹp trai, nhìn và nhìn trắng trẻo hơn. Có nhìn thấy anh Sử đẹp trai hơn không? Không biết à? Không biết à? Thế có biết đánh giá không? Không biết à? Thế thấy Sử có bạn gái nó thích chưa? Đấy, cũng không biết. Thế Sử thì có bạn gái nó thích chưa? Có rồi. Có rồi à? Có bạn gái nó thích rồi. Thế thỉnh thoảng lại có alo không? Có ạ. Alo à? Thế Hải thử nói xem là Sử nói chuyện gì với bạn gái? Em không biết ạ. Không biết rồi à? Vâng. Chắc là chỉ cũng gọi là đến tầm tuổi này thì cũng gọi là nhắn tin qua lại nói chuyện với nhau một chút đúng không? Bây giờ thì cũng thanh niên rồi, bây giờ thì cũng gần là bây giờ thì 18 tuổi rồi, 18, 19 tuổi rồi là cũng lớn rồi. Thôi anh bằng tuổi Sử anh đã biết yêu rồi đấy, anh đã yêu mấy bạn rồi đấy. Đấy vừa rồi thì chỉ là một lời nói trêu cho nó vui một chút thôi cô bác ạ. Năm nay thì anh là hơn Sử là xem nào, 26 tuổi. Hơn chỉ 6 tuổi thế mà anh còn chưa làm nói chuyện với gái. Thế là Sử đã bảo là tối là gọi điện nói chuyện với nhau rồi. Gọi nhưng mà gọi nói chuyện là chỉ cách là gọi là anh em hiểu không? Bạn bè với nhau nhá. Đừng có mà đi vào sâu quá nhá. Không là sau này người ta lụy mình, người ta về nhà mình ấy. Người ta về tìm mình đấy nhờ. Ông thì cái món thuốc lào này, cô bác này, ông không thể gọi là không bỏ được. Tại vì món thuốc lào này thì đã gắn bó với ông, không khéo là từ năm ông mười mấy tuổi là ông mới hút thuốc lào đấy. Đợt mà ông năm nay mười mấy tuổi chắc là còn chưa có loại thuốc lào bằng cái này đâu. Đi lấy cái thuốc mà ở ngoài trồng ở ruộng ấy nhở. Giờ tôi chỉ hút này đây chỉ bia rồi, chỉ bia tôi chỉ nè. Giờ chỉ bia các bạn á. Chăm nhau đâu. Còn không nhớ rồi các bác ạ. Ở trong ngôi nhà mà chỉnh tường đấy cô bác này thì nếu mà vào đến mùa đông thì mình khi mà ở trong nhà thì nó sẽ ấm áp, nhưng mà đến mùa hè thì lại rất là nóng. Đến mùa hè thì tại vì nó không có không khí nào mà thoát ra là khá là nhiều ấy. Nhà cũ thì hiện tại là trong vẫn còn rất là nhiều đồ đạc. Cái gạo này thì lấy về đây thì có phải là sàng lại qua nữa không? Có à? Thế là sàng là anh Sử là vẫn lên sàng à? Sử thì cháu Đức Công Đá bắt gặp em ấy để mà sàng gạo rồi. Sàng gạo như con gái luôn đấy nhở. Cám lợn Sử là nếu mà nấu cho cám lợn ăn là cho nó ăn bằng những cái gì? Nấu cám với dầu. Cám với dầu à? Thế cám này là cám gì? Cám này là cái... cái vỏ thôi. Hả? Cái vỏ gạo à? Là vỏ chấu, cái đấy là vỏ chấu nhưng phải là cám. Còn là nếu mà cám ở đây thì mình mua ở ngoài chợ về. Đấy. Còn là nấu với lại thêm dâu gì nữa? Có củ gì không? Có củ cải hay là có dâu, có cây chuối không? Có. Hay là có cây lá dông, cái lá mà mình để cho trồng để cho lợn ăn đấy. Vâng. À là cái lá đấy à? Vâng. Ngồi quay cùng cái bếp lửa như này thì rất là ấm áp của bác. Ở đây thì cái tuổi thơ ấy, nếu mà nhà cháu Lực không có cái bếp như này
hồi nhỏ mà cháu Đức hay ở nhà đấy thì là đến mùa đông này thì hay đi lấy cái hạt ngô ấy, hạt ngô mà để vào đây mà nướng để cho nó nổ ra ấy. Bây giờ thì mấy anh em đi xem cây ở dưới một chút cô bác. Cây ở trên nhà cái thì mọi cái thì nó đều lên hết. Nhưng mà ở dưới này thì vừa rồi cháu Đức chưa có xem. Em Sử thì cũng đang bảo là chuẩn bị đi xem cây. Cháu Đức sẽ cùng em Sử và em Hải đi xem cây luôn. Hôm nọ mình trồng ở đây mấy cây Sử nhỉ? Trồng đây 10. 10 cây à? Ờ. À đây này. Đấy. Đấy, mưa như này thì không phải tưới đâu nhỉ? Mưa ấy. Lúc nào mà đến trời nắng nắng ấy thì là phải tưới cây nhá. Hai anh em chịu khó một chút. Đấy, bác Chiêm bác ấy đi tận từ Bắc Hà sang ra để bác giúp đỡ mình trồng cây thì làm sao mà mình trồng được cho nó có thành quả nhá. Đấy. Bên này trên này một cây nữa nhỉ. Chỗ này thì trồng hết lê nhỉ. Ở nhà của bác, cháu của bác này cũng có hai búi cái lá mà để mà mình gói bánh chưng luôn. Lá này thì hầu như là nếu mà cháu được ghi hình lên thì các bác không có xa lạ gì nữa cả. Lá này thì một cái lá mà phải nói là rất là truyền thống ở trên rất là truyền thống với lại người đồng bào dân tộc Việt Nam rồi, dân tộc Việt Nam rồi các bác ạ. Đây, có hai búi này thì Tết không phải đi đâu mua nhỉ? Tết làm mà dùng ở luôn chỗ này chứ? Này không dùng đâu. Này không dùng á? Dùng lá chuối ở đây chỉ trồng để Tết thì lấy đi bán thôi. Lấy đi bán à? Vâng. À thế là Tết là không dùng lá này á? Tết là mình dùng lá chuối à? Cái Tết mình có gói bánh chưng ở nhà mình ấy. Không làm được. Không làm bánh chưng á? Vâng. Nhưng mà tại sao lại không làm bánh chưng? Làm cái bánh mình đập đập thôi. À làm cái bánh mình đập đập đấy á? Vâng. Bánh dày đúng không? Vâng. Ờ nhưng mà nếu mà như dưới nhà anh là phải có Tết là phải có cả bánh chưng bánh dày hết. Vâng. Ừ. Thế như này là đến Tết là mang đi bán à? Vâng. Nếu mà mang đi bán thì ai sẽ là người đem đi bán? Vâng. Ông là người đem đi bán à? Vâng. À. Hôm nọ mình trồng ở đâu nhá, mình đi xuống xem một chút nào. Cái này thì không phải là cây lê mà phải cây lê nhưng mà nó thuộc dạng là cây lê chắt của bác ạ. Cái hai cây lê này thì chặt ra đi, nó không ăn được đâu mà, đúng không? Có quả không? Có mà. Có quả? Vâng. Quả to không? To mà. Có to à? Mình giống cái loại này mà. À là giống cái loại này đúng không? Vâng. Nó có. À. Là nó cao thôi đúng không? Vâng. Cái lê trồng được mấy năm rồi? 2 năm rồi. 2 năm. Thế là ai là người đem ra trồng? Hả? Ông á? Em á? Thế em đi đâu lấy về để mà trồng? Đi xin à? À thế là bây giờ là chỗ vườn này là có 10 thêm 10 cây lê nữa nhờ. Thế thì cố gắng chăm sóc thì 2 năm nữa thì đủ ok là đủ thoải mái rồi. Giờ đây thì sương mù khá là nhiều đúng không bác này. Nhà của bác cháu thì trồng một vườn rau thì vườn rau này cũng khá là rộng rãi nhưng mà chỉ là nguyên là rau cải thôi. Nhớ sen rau không? Rau ở đâu? Lại trồng cái rau mới à? Rau à? Rau mà bà Chiêm để cho trồng á? À đâu rồi? À đây em trồng dưới này à? À rau bây giờ mưa như này thì không cần phải tưới nhỉ? Mưa ấy. Đây thì có cây ở dưới kia thì nếu mà sợ gà nó vào thì rào qua. Đấy. Rào qua thì mình làm một cái bờ rào ấy. Cũng khá là chỗ này thì trồng khá là nhiều rồi nhỉ. Đây là hôm nọ là hai anh em trồng à? À. Thế còn ở trên vùng cao thì đến mùa Tết này các bác này, sang đến rằm ấy thì bà con hay dùng có một cái loại lá. Cái lá này này các bác này, lá này để mà làm cái bánh. Bánh lá này thì mấy bánh nó sẽ màu xanh xanh một chút. Ui cháu là cho phải dùng bạt cái này rồi à? Lạnh lắm ấy nhờ. Thế là bây giờ tròn tao ăn rơm là nhiều đấy à? Thế là tí là mình phải đun nước để cho nó ăn đúng không?
À, bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực thứ nhất thì lên thì xem cái công việc ở nhà băng cháu mà anh em thợ là lên là làm tới đâu rồi. Mà anh em thợ hôm nay cũng chỉ là lên đo đạc mọi cái rồi thì chắc là ngày mai các anh mới lấy được ống nhựa lên mà lắp. Ống nhựa đây thì mấy anh em là phải đặt thì người ta mới vận chuyển ống nhựa lên trên này, với lại thêm điện, bóng đèn, mọi cái nữa. Và thứ hai thì một việc rồi, ở đầu video thì em Sử, em Hải cũng đã nói với cháu Đức rồi đấy cô bác. Đấy, còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi, cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Cháu Sử, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.